Mày nói nó 8 tuổi mà sao tao thấy nó dường như mới lên 5 vậy mày? Như á, không có đúng với là cái số tiền của tao á. Đúng rồi đó. Trời ơi, ôi kìa, cái gì mà nhỏ xíu vậy nè. Chị biết có làm ăn gì được không? Chỉ còn em thôi, lênh đênh bên đời, niềm tin em đâu rồi? Sợ phải yêu ai nên em vẫn cứ cô đơn như vậy. Đồ con quen, đồ không chồng mà có chữa, hư thân bất nết thì cút ra khỏi nhà tao. Là anh đành nỡ bỏ mặc em bơ vơ giữa cuộc đời sóng gió, bỏ mặc bao lời hứa những ước mộng khi xưa hai đứa thường hay mơ. Em mơ một đám cưới, anh mơ ngồi nhà mới với những đứa con thơ. Qua bao lần gian khó, em không tin mình đã mất nhau thật bất ngờ.